Gia đình tôi cũng bình thường như bao gia đình khác, náo nhiệt, vui vẻ và ấm áp. Như vậy cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi. Hạnh phúc. Tụi con viết di chúc cho mẹ đó hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao hả? Bạn nghĩ mình hiểu mẹ nhé. Hạnh phúc ư? Hạnh phúc là gì chứ? Đã lâu lắm rồi mình không biết đến hai từ hạnh phúc. Mẹ ơi mẹ, ba con chết rồi. Một bộ phim giàu cảm xúc. Hãy cùng HTV3 thưởng thức bộ phim xuất sắc về mẹ. Mẹ ơi, mẹ để con gánh vác phụ mẹ nha. Mẹ cảm ơn con. Mẹ, con yêu mẹ nhất. Hãy để tôi gánh phụ em cái gia đình bé ngoan. Đón xem Tấm lòng người mẹ phát sóng lúc 15 giờ hôm nay trên HTV3 Dreams TV.